Xin chào tất cả các bác, các anh em đam mê âm thanh. Tiếp tục trở lại với kênh audio của Tuấn Nguyễn Audio Hà Nội. Xin giới thiệu với các bác, các anh em. Hôm nay cặp loa của Mỹ, hãng AR. Những dòng này thiết kế từ những đầu những năm 90. Thiết kế để các bác, các anh em là chơi tất cả những dòng nhạc, nhạc Tây, nhạc Việt, những bản nhạc có giai điệu tiết tấu nó nhanh hơn. Thiết kế kiểu hiện đại sang trọng, phù hợp với những phòng khách hiện đại. Loa thiết kế với chiều cao là khoảng 95, chiều ngang 25, chiều sâu là 29, cái căng nó khoảng gần 30. Đây, cái căng zin, cái căng còn rất đẹp, các cái chấu nhựa này vẫn còn nguyên. Loa thiết kế với cấu hình là một bát 20. Màng này màng carbon, gân này gân mút zin, gân mút còn zin nha các bác nhé, gân mút của bên Mỹ này còn zin luôn. Đây, chung màng trống cũng gân mút còn zin, một chép titan siêu chép luôn. Loa thiết kế với vỏ gỗ rất là đẹp, thiết kế sang trọng. AR318PS USA. Dòng này thì bên Tuấn thì đã lên mạng và xem của hãng. Thì chỉ số của em này là độ nhạy là 90 dB, trở kháng là 8 ohm, công suất từ 20 cho đến 175W. Nên các bác rất dễ ghép âm ly. Công suất từ 20W trở lên là đã đánh được rồi. Các bác nếu mà chơi những dòng nhạc nhẹ thì chỉ dùng công suất thế là ok. Còn các bác chơi nhạc mạnh hơn thì công suất khoảng 150W đến 200W trở lên là các bác chơi tốt. Đấy, độ chịu lực của loa một chiếc là từ 20W lên đến 170W. Thế nên là các bác chơi những phòng khoảng từ 20 đến 30 mét là rất là ok. Với kích thước vừa vặn, rất đẹp, kê bày phòng khách. Cặp loa thì bên Tuấn thì các bác biết những hàng loa tuyển chọn là rất là xuất sắc, không xứt xẹo, không bể lở. Đây, các bác nhìn này. Đấy, đầy đủ logo. Đấy, không xứt xẹo, độ thoát hơi đằng sau. Củ này, củ nó chống nhiễu, củ bọc chống nhiễu, trông còn rất đẹp. Chiếc bên này cũng thế. Tuyến loa bên này cũng thế, cũng rất đẹp, còn zin nguyên bản hết. Logo đầy đủ. Đây, rất là đẹp. Vuông thành sắc cạnh rất là đẹp luôn. Cặp loa này 8 ohm, công suất là từ 20 cho đến 175W, đấy là rất là dễ ghép. Các bác có thể chơi những dòng âm ly san xui, đờ nông, những đờ nông hơn 100W là đánh đã ok rồi. Còn hiện tại thì bên Tuấn đang hết các dòng âm ly cỏ công suất nhỏ. Thế nên là đang ghép với những âm ly đờ nông 1500. Đấy, bên Tuấn xin báo giá cho các bác, anh em. Cặp loa AR318PS hàng của Mỹ. Bên Tuấn đang bán với giá là 7,8 triệu nha các bác nha. Hàng bãi tuyển chọn đẹp xuất sắc, không tì vết, zin nguyên bản tuyệt đối, tất cả đều không qua sửa chữa gì cả, zin nguyên bản tuyệt đối luôn. Còn chất âm những dòng này thì cực kỳ hay các bác nhá. Những dòng loa Mỹ này mà so với những loa Nhật bát 30 thì nhiều em loa Nhật bát 30 còn không bằng được chất âm luôn. Sau đây thì em xin mở cho tất cả các bác anh em những bản nhạc. Yeah.
Anh em những bản nhạc không lời. Loa này thì chơi bolero, nhạc acoustic rồi nhạc remix đều chơi đều rất ok. Thank you.
đây thì mở cho các bác anh em những bản bolero có lời. Các bác nghe rất là hay luôn, giọng rất là trong với những dòng loa đời cao thì tiếng rất là sạch sẽ và chi tiết. Sau đây để kết thúc chương trình test cho các bác thì hôm nay thì mở các bác những bản nhạc sôi động. Loa đánh rất là chất luôn, dòng này bát nén đánh rất chất luôn. Các bác đeo tai nghe và thưởng thức.
Đấy. Tuấn xin báo giá lại cặp loa Mỹ AR 318PS với sở hữu là bát 20, một trung 12, một chép titan. Đấy, tiếng thì rất là hay và hình thức thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Hàng bãi tuyển chọn đẹp xuất sắc, không tì vết luôn. Tuấn xin báo giá lại các bác, cặp loa này bên Tuấn đang bán với giá là 7 triệu 8. Chơi tất cả các dòng nhạc đều hay, tiếng cực kỳ trong sáng và chi tiết và rất là dễ ghép âm ly. Đấy. Bác nào mà quan tâm thì xin liên hệ với Tuấn số điện thoại 0943426668. Còn cảm ơn tất cả những bác, những anh em đã đi qua xem kênh. Các bác nào mà chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để tìm những cặp loa ưng ý. Xin chào tất cả các bác, các anh em. Hẹn các bác anh em những video tiếp theo.